Phạm Công à, Phạm Công, tới dắt mẹ đi đi con. Dạ. Cứ từ 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 vậy con. Ông ơi. Gì đây? Dạ, dạ lại ông. Đi. Lại ông giúp mẹ con. Đi chỗ khác. Dạ, dạ lại ông mời. Ở đây không có cái gì đâu mà xin. Đi đi đi, đi anh đi. Dạ, xin. Nó đi đi đi, đi đi đi. Cái thằng nhỏ kia. Phạm Công cơ hàng dắt mẹ ăn xin. Ăn thêm đi con. Ăn thêm đi. Mẹ. Ăn đi. Con không ăn nữa đâu. Thôi mẹ ăn phần nửa nha. Nắng mưa mà đói khổ. Cam dắt cái thân màu cái mà bước đi à. Tỉnh dậy, uống thêm chén thuốc, rồi con hâm cháo cho mẹ ăn. Mẹ, mẹ ráng dậy ăn chút cháo. Mẹ không sống nổi nữa đâu. Con đừng buồn, ráng tìm thầy quỷ khóc học đạo. Mẹ, mẹ, mẹ. Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi.
hồ mười phân tên kia đi đâu? Thưa quý anh, dạ tôi đi tìm thầy Quý Cốc. Không thể được, việc này phải có Lê Sư Huynh giám trường quyết định. Dạ thưa quý anh, Sư Huynh giám trường là ai ạ? Lê Báo là ta đây, Ngang Tàng công tử cũng là ta đây. Tên kia. Dạ. Đi đâu dám bén mảng đến đây? Người là ai? Làm nghề gì? Dạ, kính chào công tử. Dạ, tôi tên Phạm Công, làm nghề đống củi. Đi chỗ khác mà đốt. Đây là vùng cấm địa. Hiểu chưa? Dạ, tôi muốn tìm thầy học đạo. Tìm thầy học đạo hả? Được. Lễ vật bái sư đâu?